Bị giữ bằng, tài xế Thành Bưởi vẫn chở hai chuyến khách trước khi gây tai nạn 5 người chết. Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi và xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20 khiến 5 người chết, 4 người bị thương, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã vào cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Theo kiểm tra, tài xế Hoàng Văn Tính, người điều khiển xe khách biển số 50F00483 gây tai nạn trên quốc lộ 20 vào ngày 30 tháng 9, được ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty Thành Bưởi. Ông Tính có giấy phép lái xe hạng E, nhưng thời điểm gây ra tai nạn thì giấy phép lái xe đang bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ 3 tháng. Mặc dù vậy, ông Tính vẫn được công ty Thành Bưởi giao cho điều khiển phương tiện vào các ngày 4 tháng 9 và 25 tháng 9. Cho đến lần thứ 3, khi công ty Thành Bưởi tiếp tục giao cho tài xế Tính điều khiển phương tiện này để chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt thì gây ra tai nạn khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Ông Lê Trung Tính, chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi cố tình giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.